Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 95. Sau khi rời khỏi Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh đến thẳng rừng rậm tinh hồn. Vừa đến bên ngoài rừng rậm tinh hồn, Diệp Bắc Minh đã cảm thấy có người đi theo dõi phía sau, người của Thiên Sát Môn. Ha hai! Trực tiếp sử dụng ảnh thuấn. Phập! Tấn công ra một quyền, một bóng đen từ chỗ tối ngã mạnh xuống dưới đất phun ra một ngụm máu tươi. Bị phát hiện rồi, rút, bóng đen không kịp nghĩ nhiều, quay người định bỏ chạy. Liền sau đó, phía sau vang lên tiếng rồng gầm. Bóng đen không nhịn được quay đầu nhìn, sâu trong đồng tử co lại phản chiếu một con huyết long a. Ở chỗ ngàn mét, ba bóng hình cẩn thận nhìn thấy cảnh này, đồng thời con mắt sầm xuống, hắn lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của chúng ta, xem ra tên nhóc này không đơn giản. Bóng hình dẫn đầu mặc chiếc áo bó sát người màu đen. Thân hình kiều diễm ẩn dưới chiếc áo choàng đen to rộng, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, đuổi theo. Một khi có cơ hội, giết ngay lập tức. Rõ. Ba người nhìn Diệp Bắc Minh đi vào rừng rậm tỉnh hồn, vội đi theo nhanh như thỏ. Điều khiến họ không ngờ là, tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Vừa đi theo khoảng trăm dặm, một bóng hình trong đó tỏ vẻ mặt không dám tin, biến mất rồi. Rốt cuộc tên nhóc này dùng thân pháp gì? Rừng rậm tinh hồn lớn như vậy. Số 17, chúng ta phải làm tìm thế nào, một bóng đen khác cau mày. Số 17 trực tiếp rút ra khỏi rừng rậm tinh hồn, chúng ta đợi ở ngoài. Đừng quên lời dạy bảo của tổ tiên Thiên Sát Môn. Khiêm tốn và kiên nhẫn, đợi con mồi tự xuất hiện. Chúng ta không cần làm gì hết, hắn sẽ tự lộ ra sơ hở. Trịnh Thiên Quyết ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, cậu nhóc, cậu nghĩ nhiều rồi. Thiên phú của cậu rất mạnh. Con đường của bản tọa không hợp với cậu, cho nên sẽ không chọn cậu làm đồ đệ. Ý, tại sao cậu lại nói lại hả? Hình như bản tọa chưa từng nói muốn nhận cậu làm đồ đệ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn, ha ha ha, cậu nhóc không ngờ hả, người ta không để ý cậu. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, không sao, đợi đãi. Trịnh Thiên Quyết bỗng cau mày, bước ra một bước, đáp đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Cái mũi ngửi lên người Diệp Bắc Minh như con chó. Sắc mặt bỗng thay đổi, cậu nhóc, cậu bị Thiên Sát Môn theo dõi hả? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, sao tiền bối biết? Trịnh Thiên Quyết hừ lạnh lùng một tiếng, trên người cậu có khí tức của cái chết, hơn nữa. Vừa dứt lời, Trịnh Thiên Quyết bỗng nhiên giơ tay, điểm lên giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Đừng phản kháng, Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ. Lúc đầu ngón tay của Trịnh Thiên Quyết rạch lên giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Một giọt máu tươi rơi xuống đất. Bù! Trong tích tắc, giọt máu tươi này tỏa hào quang, lại hình thành một hình ảnh hoa lê khổng lồ đường kính khoảng 1 mét. Hoa lê máu, quả nhiên là Thiên Sát lệnh. Đôi mắt của Trịnh Thiên Quyết nghiêm trọng, cậu nhóc, có người hạ Thiên Sát lệnh với cậu. Sốt của cậu đã chọc vào người nào? Thiên Sát lệnh, tiền bối, ông nói đóa hoa lê này chính là Thiên Sát lệnh ư, Diệp Bắc Minh cũng lần đầu tiên nhìn thấy hoa lê máu. Đúng thế, Trịnh Thiên Quyết mặt đầy nghiêm trọng, hoa lê máu vừa ra sẽ mất sinh cơ. Trịnh Thiên Quyết cau mày, việc này cũng không đến mức, cũng từng có mấy tông môn tự xưng là thiên hạ đệ nhất sát tông. Tuy cuối cùng đều bị Thiên Sát Môn tiêu diệt, hoàn toàn biến mất. Nhưng, chỉ dựa vào hai điều này chắc chắn không đến mức sử dụng Thiên Sát lệnh với cậu. Trừ phi, Diệp Bắc Minh hỏi, trừ phi cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Trịnh Thiên Quyết khóa chặt Diệp Bắc Minh, trừ phi Thiên Sát Môn vì nguyên nhân khác phát ra Thiên Sát lệnh, mà người này vừa hay lại là cậu. Nhưng, Thiên Sát Môn hình như không biết người này là cậu. Diệp Bắc Minh cau mày, còn có chuyện này sao? Trịnh Thiên Quyết nhìn thái độ như không sao của Diệp Bắc Minh, nghiêm túc nhắc nhở một câu, cậu nhóc, đừng nghĩ rằng Thiên Sát lệnh là trò đùa. Từ xưa đến nay những người bị Thiên Sát lệnh nhằm vào chưa quá 10 người sống sót, cậu ở lại đây với tôi thì hơn. Ít nhất nơi này rất an toàn, cho dù Thiên Sát Môn cường mạnh đi nữa cũng không dám đến đây giết cậu. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, tiền bối, tôi đến đây là để hoàn thành lời hứa. Gạch dưới. Đồng thời, cũng là chào tạm biệt ông một thời gian. Trịnh Thiên Quyết lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, cậu nhóc, tôi không hiểu lời của cậu. Diệp Bắc Minh giải thích, tiền bối, tôi nhất định sẽ thực hiện cam kết lời hẹn ngàn năm. Nhưng, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Tôi đến đây là để đưa mấy người Nhược Tuyết, hầu tử đi.
Trịnh Thiên Quyết lắc đầu, sợ rằng cậu không đưa bọn họ ở nổi. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Trịnh Thiên Quyết cười, nơi này là từng là chiến trường của thần, thứ để lại trên vách đá là truyền thừa của thần. Anh em của cậu đã bị nó thu hút, một khi lĩnh ngộ được, bay vút lên trời. Bây giờ cho dù cậu dùng 10 con bò kéo cậu ta cũng không muốn rời đi. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Nếu hầu tử có cơ duyên lớn, tôi cũng mừng cho anh tai. Nhược Tuyết đâu? Đi theo tôi. Trịnh Thiên Quyết quay người đi, một lát sau, hai người đến trước vách núi. Phía trước là vực sâu vạn trượng, Hạ Nhược Tuyết ngồi trên vách núi. Ngôi sao ngập trời tập trung thành ánh sáng sao băng bay đến, hình thành một thanh thần kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu của Hạ Nhược Tuyết. Cô ta đang lĩnh ngộ kiếm ý ngập trời của các thần để lại, bây giờ cậu muốn đưa cô ta đi không? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Trịnh Thiên Quyết lại đưa Diệp Bắc Minh đến gặp Thạch Trung Hổ, ông ta đang ngồi thiền trong chiến trường. Lãnh Thanh Thu đâu? Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc, cô ta hồi phục hình người, hình như có chuyện quan trọng đã rời đi rồi. Diệp Bắc Minh bất lực, được thôi, Vân Bối cáo từ tại đây, đợi hoàn thành công việc, nhất định sẽ thực hiện lời hứa ngàn năm. Trịnh Thiên Quyết không nhịn được nhắc một câu, cậu nhóc, lão phu chỉ là cần một người để giải buồn. Nếu cậu không có thời gian, lão phu không miễn cưỡng cậu. Có điều, lão phu vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, thiên sát lệnh không phải trò đùa. Tốt nhất cậu điều tra rõ ràng, tại sao thiên sát môn lại phát thiên sát lệnh với cậu. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, vãn bối nhớ rồi. Đang định quay người rời đi. Trịnh Thiên Quyết gọi Diệp Bắc Minh lại, đợi đã, thiên sát môn rất giỏi thuật truy đuổi. Sau khi cậu xuống núi thì đừng trở lại con đường cũ, tốt nhất đổi một con đường khác. Được, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Diệp Bắc Minh quay người rời đi. Tòa ở giữa tên là Thành Võ, là nơi dành cho võ giả. Tòa thanh trên cao nhất là Hoàng Thành, Hoàng Cung của Thần Quốc Hư Không được xây dựng trên cao nhất. Vì Vương Yên Nhi có tín vật, cho nên hai người trực tiếp đến trong Hoàng Thành cao nhất. Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, cả tòa Hoàng Thành lại lơ lửng trên không trung cao vạn mét nhờ vào một trận pháp khổng lồ. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, sức mạnh của trận pháp dồi dào bất tận, cho nên tòa thành này có thể lơ lửng trong không trung. Cậu nhóc, dưới ba tòa thành này chắc chắn có một long mạch vô cùng cường mạnh. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Lúc này, Vương Yên Nhi dẫn Diệp Bắc Minh đến trước cổng Hoàng Cung, vô số võ giả nườm nượp tiến vào Hoàng Cung. Vương Yên Nhi ngẩn người, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Hộ vệ ở cổng Hoàng Cung rõ ràng nhận ra Vương Yên Nhi, lập tức cung kính trả lời, thì ra là cô Yên Nhi đến. Cô quên rồi à, ba ngày sau là sinh nhật của công chúa chúng tôi. À, Vương Yên Nhi vỗ trán, dạo này bận quá, quên mất cả việc này. Sắp sinh nhật Dĩnh Nhi, vừa hay cậu Diệp có chuyện cần đến Thần Quốc Hư Không một chuyến. Nếu không Dĩnh Nhi sẽ trách tôi chết mất. Chỉ vào Diệp Bắc Minh bên cạnh, đây là bạn của tôi, đi cùng tôi đến, có cần kiểm tra không? Công chúa đã hạ lệnh, chỉ cần cô đến đi cùng ai cũng không cần kiểm tra, mời cô yên nhồ. Hộ vệ cung kính nhường lối. Sau khi tiến vào Hoàng Cung, các khách khứa khác đều xếp hàng kiểm tra. Duy chỉ có Vương Yên Nhi trực tiếp đi qua. Thậm chí, một vài cung nữ và hộ vệ nhìn thấy Vương Yên Nhi, đều tiến lên hành lễ. Diệp Bắc Minh đi theo phía sau Vương Yên Nhi, đương nhiên không cần kiểm tra. Chỉ là Tiếu Tháp nhắc nhở, cậu nhóc, Hoàng Cung này ngọa hổ tàng long. Theo như bản tháp thăm dò, ít nhất có 10 thần hoàng trở lên tọa trấn. Nhiều thế ư, Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Hai người đi thẳng một mạch chư xê tiếp vào Hoàng Cung, đến trước một cung điện vô cùng xa hoan. Một cô gái áo tím đang nhàm chán ngồi trên xích đu, chiếc váy dài đung đưa bay trong không trung. Dĩnh Nhi, Vương Yên Nhi gọi một tiếng. Ai con bé chết tiệt, cô đến rồi, sau sinh nhật lần trước của bản công chúa, cô nói sẽ mau chóng đến thăm tôi. Lúc cô gái áo tím nhìn thấy Vương Yên Nhi, đôi mắt nhàm chán liền sáng lên. Cô ta lao đến nhanh như thỏ, ôm lấy vòng eo của Vương Yên Nhi. Còn hôn mạnh lên má cô ta một cái. Một năm rồi cô mới đến, cô có biết Hoàng Cung này chán lắm không? Đám thị vệ cung nữ này chán chết được, tôi muốn đấu võ với họ, họ lại không dám ra tay với tôi. Tôi muốn chơi trò khác, cũng không ai dám thắng tôi. Vẫn là con bé nhà cô hợp khẩu vị của tôi, nào, tối nay chúng ta đại chiến 300 hiệp,
không say không về. Cô gái áo tím trông vô cùng phóng khoáng, tóm lấy cổ tay của Vương Yên Nhi, đi vào sâu trong cung điện. Vương Yên Nhi vội nhắc nhở một câu, Dĩnh Nhi, đừng làm bừa, tôi tìm cô có chuyện nghiêm túc. Sao thế? Cô gái áo tím ngẩn người. Vương Yên Nhi chỉ vào phía không xa, đây là cậu Diệp Phong. Ánh mắt cô gái áo tím sáng lên, cô lại dẫn đàn ông đến gặp tôi. Chẳng lẽ là người cô thích? Cô được đấy, đã nói là giúp nhau giải quyết, cô lại lén tìm đàn ông. Nói mau, hai người đến mức nào rồi? Để tôi xem cô đã trao thân ra chưa? Thò ra bàn tay ngọc thon dài tóm về phía tà váy của Vương Yên Nhi. Liền sau đó, cô gái áo tím cười ha ha, vẫn còn, hai người chưa đến mức đó hả? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Vãi! Cậu Diệp! Vương Yên Nhi nóng ruột đến dẫm chân. Diệp Bắc Minh còn lộ ra vẻ tôi hiểu mày. Xong rồi, lần này không giải thích rõ được rồi. Dĩnh Nhị, tôi đã tìm cô cả nửa ngày, còn nghĩ cô tiếp khách trong đại điện cơ, không ngờ lại đến đây. Bỗng nhiên, một giọng nói vang sáng vang lên. Sau đó, một thanh niên phong độ ngời ngời chắp tay sau lưng đi đến. Một đám thanh niên cùng độ tuổi đi theo phía sau. Cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Người này lại là cảnh giới thần tôn đỉnh phong, còn những người cùng tuổi bên cạnh hắn cũng đều là cảnh giới thần tôn. Xem ra thân phận không đơn giản. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, vẻ hoạt bát lanh lợi của cô gái áo tím liền biến mất, khuôn mặt khẽ chấm xuống, Lâm Trần, ai cho anh vào hậu cung? Thần quốc hư không tôi có quy tắc, đàn ông không được phép tự ý vào hậu cung, anh đưa nhiều người đến là có ý gì? Lâm Trần không còn mặt mũi nào. Lướt nhìn Diệp Bắc Minh ở chỗ không xa một cái, anh ta là ai? Gạch dưới. Cô gái áo tím cất giọng lạnh lùng, không liên quan đến anh. Lâm Trần không nghĩ nhiều, dù sao khí thức cảnh giới của Diệp Bắc Minh cực thấp, mới chỉ là cảnh giới hư thần nhỏ bé. Cảnh giới này, còn chẳng có tư cách làm hộ vệ của hẳn. Lập tức lộ ra vẻ thâm tình, Dĩnh Nhi, cô còn không biết tâm ý của tôi sao? Lúc trước chúng ta cùng rèn luyện ở Điện Thần Hoàng. Trải qua sinh tử, chuyện tôi thích cô cả thế giới đều biết. Lần này tôi đến thần quốc hư không là để cầu thân, thậm chí đại trưởng lão nhà họ Lâm tôi đích thân đến hạ thư xính lễ cho bố của cô. Anh nói cái gì? Vẻ mặt cô gái áo tím biến sắc, xin muốn gả cho anh. Lâm Trần, tôi cảnh cáo anh đừng làm bừa. Mấy thanh niên đi cùng Lâm Trần đều lên tiếng, công chúa điện hạ, Lâm Huynh thực sự có tình sâu với cô. Anh ta chưa kết hôn, cô chưa gả. Nam tài nữ sắc có gì không thể chứ? Đúng thế công chúa, nếu cô gả cho Lâm Huynh, chắc chắn sẽ thành giai thoại. Mọi người đều đi ra từ trong thí luyện của Điện Chiến Thần, đều là thanh niên anh tài hàng đầu, cô và Lâm Huynh đúng là rất xứng đôi. Công chúa lại chưa thích ai, tại sao không cho Lâm Huynh một cơ hội chứ? Đúng thế, công chúa chắc chắn sẽ phát hiện điểm ưu tú của Lâm Huynh, mấy người kẻ bè người hát phụ họa cho nhau. Cô gái áo tím cười lạnh lùng một tiếng, ai nói tôi không thích ai. Bóng hình kiều diễm vụt lên, Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua. Liền sau đó, một cơ thể mềm mại dựa lên người anh, nhẹ nhàng khoác cánh tay của anh. Lồng ngực dựa lên cánh tay. Bàn tay ngọc thon dài nắm chặt 10 ngón tay của NHL. Quan trọng là bàn tay này vừa rút ra khỏi dưới váy của Vương Yên Nhi, còn có chút ẩm ướt. Vãi! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, đang định lên tiếng. Cô gái áo tím ngẩng đầu, trong đôi mắt có vẻ cầu xin. Diệp Bắc Minh do dự một lúc, trầm mặc. Soạt. Mấy thanh niên đều ngạc nhiên, ánh mắt đều nhìn lên Diệp Bắc Minh, anh ta. Công chúa, cô thích một tên vô dụng cảnh giới hư thần ư. Cảnh giới của anh ta còn chẳng bằng tên giả ngựa của tôi. Cô gái áo tím đầy tức giận, các anh dám sỉ nhục người tôi thích hả? Rốt cuộc có coi tôi ra gì không? Sắc mặt của Lâm Trần cũng khó coi, trong đôi mắt mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Diệp Bắc Minh đã hóa thành xương máu. Dĩnh Nhi, cô nói có thật không? Cô thực sự thích tên nhóc này. Lâm Trần cất giọng khàn khàn, cố kiềm chế ý ghen ghét. Cả hiện trường tĩnh lặng. Mày nói cái gì? Mấy thanh niên đi đến cùng Lâm Trần tỏ vẻ mặt không dám tin. Tên nhóc này điên rồi sao? Một cảnh giới hư thần nhỏ bé lại dám đối đầu với cảnh giới thần tôn. Cảnh giới hư thần, cảnh giới đế tôn, cảnh giới chân thần,
cảnh giới thiên thần, thần tôn. Sáu cảnh giới lớn, cách đến sáu cảnh giới lớn, tên nhóc này lấy dũng khí ở đâu ra? Mấy người trợn mắt há hốc miệng, hả, cô gái áo tím vốn chỉ muốn dùng Diệp Bắc Minh làm bia đỡ đạn. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại cứng rắn như vậy, không khỏi khiến cô ta nhìn bằng ánh mắt khác. Ha ha ha, Lâm Trần lại cười, rất tốt, nhớ kỹ lời hôm nay của anh. Quay người, trực tiếp bỏ đi. Mấy thanh niên đồng cảm lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ trên nỗi khổ của người khác, rời đi. Lúc này cô gái áo tím mới buông tay Diệp Bắc Minh ra, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Sở Dĩnh Nhi, là công chúa của thần quốc hư không. Vừa nãy cảm ơn anh Diệp giúp đỡ, khiến anh chuốc rắc rối rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ cho người đưa anh rời khỏi đây ngay lập tức. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, tôi đến đây, vừa hay có chuyện muốn xin công chúa. Sở Dĩnh Nhi gật đầu, mời anh Diệp nói. Sau đó, hai ông lão cảnh giới thần hoàng xuất hiện. Anh Diệp, anh đi theo họ đi. Ba ngày sau anh quay lại, trực tiếp rời đi là được, không cần lộ mặt vì rắc rối không cần thiết. Được. Diệp Bắc Minh theo hai ông lão rời đi. Lúc này Sở Dĩnh Nhi mới thay khuôn mặt, Yên Nhi, người này khá được đấy. Vương Yên Nhi bày vẻ cảnh giác, cô muốn làm gì? Ánh mắt Sở Dĩnh Nhi lóe lên, cô thích anh ta. Nếu cô không thích anh ta, thì tôi lấy thật đấy. Không được, Vương Yên Nhi quyết đoán lắc đầu, không cho phép cô động vào anh ta. Sở Dĩnh Nhi phì cười một tiếng, ôi trời, nếu là chị em tốt, thì cùng chia sẻ đồ tốt mài. Vương Yên Nhi hoàn toàn hỗn loạn, tay ngọc vỗ lên trán, đồ phụ nữ điên khùng nhà côi. Sau khi Lâm Trần rời khỏi Hoàng Cung, cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Phập, đập ra một trường, tòa giả sơn phía trước lập tức sụp đổ, kẻ nào dám ra tay ở Hoàng Cung, một đám cấm vệ quân xuất hiện. Kẻ dẫn đầu nhìn thấy là đám người Lâm Trần, liền ngẩn người, cậu Lâm, tôi còn tưởng là khách cơ, thì ra là cậu à. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, cậu không sao chứ? Lâm Trần lạnh lùng lắc đầu, không sao, các anh tiếp tục tuần tra đi. Thủ lĩnh cấm vệ quân lướt nhìn Lâm Trần một cái, rồi lại nhìn giả sơn biến thành đống đổ nát, chúng ta đi. Cấm vệ quân vừa đi, Lâm Trần liền nói ra một câu, ba ngày sau là sinh nhật của Dĩnh Nhị, tôi muốn hẳn chết trước mặt tất cả mọi người. Mấy thanh niên sợ giật mình, Lâm huynh, huynh điên rồi ư. Nơi này là thần quốc hư không, dù sao kẻ đó cũng là người đàn ông mà công chúa thích, nếu giết hắn trước mặt nhiều người. Sợ rằng nhà họ Lâm khó mà gánh chịu được lửa giận của thần quốc hư không. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở rộng thần niệm. Cả thế giới tam thiên, đều thu lại trong đáy mắt. Tìm được rồi. Chưa đến mấy hơi thở, đi về hướng Bắc. Đi thôi. Diệp Bắc Minh không hề do dự, trực tiếp bước đi trên hư không. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh đến một nơi sâu của dãy núi thần bí. Nhìn kỹ lại cũng phải giật mí mắt, quản lý quân sự hiện đại hóa. Vạn Lăng Phong đã làm đến mức này rồi ư. Phía dưới chính là tổng bộ của tiểu đội sát thần. Hơn chục ngàn người đứng xếp hàng thẳng thắp, hô khẩu hiệu hành quân. Nếu để người của xã hội hiện đại nhìn thấy, còn tưởng là căn cứ quân sự thần bí nào đó. Diệp Bắc Minh trực tiếp đáp xuống, biến về khuôn mặt thật rồi đi về hướng tổng bộ tiểu đội sát thần. Xoạt, xoạt, xoạt. Vừa mới đáp xuống, mười mấy bóng hình xung quanh xông ra. Giết về phía Diệp Bắc Minh như quỷ mị. Diệp Bắc Minh dậm chân, chân nguyên hóa thành một màn ngăn cách chặn tất cả đòn tấn công, thân thủ rất tốt, phối hợp cũng rất ăn ý. Ngoài sáng 14 người, trong tối còn có 16 người, đây là nhóm nhỏ 30 người phải không? Vẻ mặt mấy người biến sắc, anh là ai? Trong đôi mắt một thanh niên trong đó bùng lên sát ý kinh thiên, bất kể anh là ai, đã mò được đến gần tổng đàn chúng tôi, thì anh phải chết. Giết, 14 người cùng ra tay, dừng tay. Còn có một vài người bạn cũ, mấy người Đoạn Nha, Thạch Lỗi cũng đến. Diệp Soái, hiện giờ Long Quốc đã là nước lớn đệ nhất thế giới, bức tượng điêu khắc của cậu trên quảng trường được toàn thế giới tôn kính đấy. Diệp Soái, lúc nào thì cậu về Long Quốc? Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói sau đi. Đưa tôi đi gặp Lăng Phong. Rõ, Lư Quốc Phong không dám chậm trễ. Đưa Diệp Bắc Minh vào trong tổng bộ tiểu đội sát thần. Mọi người được biết Diệp Bắc Minh trở về, hơn chục ngàn người đều tập trung trên thao tường. Vạn Lăng Phong gác lại toàn bộ công việc, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, khuôn mặt đỏ bừng quỳ một chân xuống, chủ nhân, cuối cùng cậu cũng về rồi.
5 năm rồi, đã 5 năm rồi. Thuộc hạ Vạn Lăng Phong may mà không hổ thẹn, tiểu đội sát thần đã thành lập được 5 năm, tổng quy mô 37.000 người. Mời cậu kiểm tra. Diệp Bắc Minh cũng hơi kích động, máu nóng trong cơ thể sôi sục, tốt, rất tốt. Lăng Phong, lần này tôi về. Hôm nay thần quốc hư không vô cùng náo nhiệt, chính là ngày sinh nhật của công chúa Dĩnh Nhi. Ba tòa thành cùng vui, trong hoàng cung, đại diện của các đại tông môn nườm nướp ra vào, đều dâng lên quà chúc mừng. Trong điện Kim Loan đã có rất nhiều khách quý. Chính giữa đại điện có một sân khấu khổng lồ dài rộng 100 mét, biểu diễn các loại tiết mục ca hát, ảo thuật, nhảy múa. Bố mẹ của Sở Dĩnh Nhi ngồi trên chỗ cao nhất. Sở Dĩnh Nhi kéo Vương Yên Nhi cười không ngừng, bầu không khí ở hiện trường vô cùng hài hòa. Đột nhiên, Lâm Trần chậm rãi đứng lên, bước một bước đến chính giữa sân khấu, màn biểu diễn liền dừng lại. Cậu Lâm có lời muốn nói ư? Quốc chủ hư không Sở Vô Ngân bình thản hỏi. Lâm Trần cười gật đầu, thưa bệ hạ, đúng vậy. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội mọi người đều có mặt, muốn cầu hôn Dĩnh Nhi. Xin bệ hạ đồng ý gả Dĩnh Nhi cho tôi, đồng ý hôn sự của chúng tôi. Sở Dĩnh Nhi sầm mặt, lạnh lùng lên tiếng, Lâm Trần, anh từ bỏ đi, tôi sẽ không gả cho anh đâu. Cúi đầu không dám nhìn thẳng, đại trưởng lão nhà họ Lâm Lâm Trường Không, chẳng phải ông ta bế quan rồi sao? Chẳng lẽ ông ta đã xuất quan rồi? Anh thật phí lời, người ta đã đến rồi, anh còn nói không phải xuất quan chắc. Thâm sâu khó lường, hiện giờ rốt cuộc ông ta có cảnh giới gì? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Trường Không, đồng tử của không ít người co lại. Sắc mặt Sở Vô Ngân ngưng trọng hơn 3 phần, lóe lên rồi vụt tắt, nở nụ cười, thì ra là Lâm huynh, người đầu, ban ngồi. Lâm Trường Không ngồi xuống, vẻ mặt ngạo mạn, Sở huynh, lão phu đích thân đến là để cầu thân cho Lâm Trần, theo lão phu thấy hôm nay định hôn sự cho hai đứa đi. Việc này, Sở Vô Ngân hơi khó xử. Sở Dĩnh Nhi trực tiếp đứng lên, không được, tôi không đồng ý. Lâm Trường Không cười nhìn Sở Dĩnh Nhi, tôi nghe Lâm Trần nói, công chúa Dĩnh Nhi đã có người trong lòng rồi. Còn là một thanh niên cảnh giới hư thần, đúng rồi, người đó đâu? Sao không xuất hiện? Toàn hội trường xôn xao, trong đại điện vang lên tiếng bàn tán. Sở Vô Ngân rất bất ngờ, ánh mắt nhìn lên con gái, Dĩnh Nhi, Lâm huynh nói có thật không? Con thực sự đã có người trong lòng rồi à? Hai, để từ chối. Sở Dĩnh Nhi chỉ đánh bất chấp trả lời, đúng thế thưa phụ hoàng, con gái đã có người trong lòng. Sắc mặt Sở Vô Ngân sầm sống, thực sự như Lâm huynh nói, cậu ta chỉ là cảnh giới hư thần. Cậu ta đâu? Sở Dĩnh Nhi ấp úng không thốt ra lời. Lâm Trần thấy thế cười, Dĩnh Nhi, hôm nay là sinh nhật cô, hắn cũng không dám lộ diện, loại người này có thể mang lại hạnh phúc cho cô không? Bệ hạ, có lẽ tên vô dụng cảnh giới hư thần đó sợ hãi. Đã một mình bỏ chạy rồi. Lâm Trường Không lắc đầu, kẻ hèn hạ như vây đâu xứng với công chúa Dĩnh Nhi. Trong con mắt của rất nhiều người, chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi vào đại điện. Anh, sao anh lại đến đây? Sở Dĩnh Nhi rất ngạc nhiên, rất bất ngờ, còn có chút cảm động kỳ lạ, em là bạn gái của anh, sinh nhật của em, anh không thể đến ư? Không, không phải, Sở Dĩnh Nhi vội lắc đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh bước từng bước đến bên cạnh Sở Dĩnh Nhi. Đưa ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ôm lấy vòng eo thon của Sở Dĩnh Nhi. Vương Yên Nhi ở một bên mở to con mắt, con người gần như sắp lồi ra, trời ơi! Hai người là thật hả? Sở Dĩnh Nhi lại không phản kháng, để cho Diệp Bắc Minh ôm. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến, khuôn mặt đỏ bừng, em. Anh! Sở Vô Ngân cau mày, đang định lên tiếng. Vợ ở bên cạnh khẽ lắc đầu. Ra ý bảo ông ta xem đã rồi tính. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt của Lâm Trần phun ra ngọn lửa tức giận. Nghiến răng nghiến lợi két két, suýt nữa cắn vào lợi, nhóc con, mày thật to gan. Dám ôm ấp công chúa Dĩnh Nhi trước mặt nhiều người. Diệp Bắc Minh không khách sáo lên tiếng, Dĩnh Nhi cũng không phản đối, mày sủa cái gì? Mày nói tao sủa hả? Lâm Trần không dám tin vào tai mình. Khuôn mặt già của Lâm Trường không sầm xuống. Cất giọng lạnh lùng, cậu thanh niên, ngang nhiên sỉ nhục người khác không hay lắm đâu. Trưởng bối nhà cậu không dạy cậu làm người phải khiêm tốn, nếu không, không biết chết lúc nào đâu sao. Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, ông cũng thích sủa tiếng chó. Suýt, cả đại điện vang lên tiếng hít khí lạnh.
Tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Bắc Minh lại dám ăn nói với Lâm Trường Không như vậy. Chán sống rồi chắc. Trong tích tắc, cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ ừm. Những võ giả ở gần Lâm Trường Không đều quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác đều lùi lại, sợ hãi nhìn Lâm Trường Không. Diệp Bắc Minh lại như chẳng có việc gì, vẫn ngồi ở đó. Một cánh tay ôm vòng eo thon của Sở Dĩnh Nhi, một cánh tay khác bưng ly rượu thưởng thức, hình như ông rất không phục. Một câu ngắn ngủi, giống như sét đánh vào đồng bằng. Hoàn toàn dẫn nổ. Vãi! Tất cả mọi người trong đại điện đều trố mắt há hốc miệng, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Sở Dĩnh Nhi quay đầu, đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm một bên má của Diệp Bắc Minh. Sở Vô Ngân và vợ quay sang nhìn nhau, cũng kinh hãi bởi câu nói của Diệp Bắc Minh hy. Chỉ có Vương Yên Nhi biết thân phận của Diệp Bắc Minh, trong lòng cười lạnh lùng một tiếng, cậu Diệp còn không sợ cả Điện Thần Hoàng, chú sát hơn 100 thế lực, làm sao có thể sợ nhà họ Lâm chứ? Lâm Trường Không tự chuốc khổ vào thân rồi. Ha ha ha! Lâm Trường Không tức đến bật cười, sát ý kinh thiên tràn ngập cả đại điện. Tất cả mọi người giống như rơi vào hầm băng. Sỉ nhục! Sỉ nhục trần trụi! Lâm Trần tiến lên một bước, có Trần Nhi. Lâm Trường Không chỉ lên sân khấu chính giữa đại điện, lấy sân khấu này làm võ đài, cậu thách chiến với lang quân như ý của công chúa Dinh Nhĩ đi. Đương nhiên, nếu tên nhóc đó chỉ có cái miệng cứng, trên thực tế là một kẻ yếu mềm thì chỉ cần dập đầu nhận thua là được. Nếu cậu ta lên võ đài, nhớ phải ra tay toàn lực cho cậu ta sự tôn trọng cần cói. Dù sao, trên võ đài là phân thắng bại, cũng là quyết sinh tử. Lâm Trần nhếch miệng cười, cháu biết rồi. Bước lên một bước, trực tiếp lên sân khấu. Lên tiếng với vẻ mặt châm biếm, nhóc con, dám chấp nhận lời thách chiến của tao không? Âm mưu trần trụi. Diệp Bắc Minh mới là cảnh giới hư thần, một khi chấp nhận thách chiến, thì sẽ chết chắc. Nếu không chấp nhận thách chiến, chẳng lẽ thực sự phải dập đầu nhận thua? Sở Dĩnh Nhi tức giận nói, Lâm tiền bối, ông đang ức hiếp người sao? Lâm Trường Không cười lạnh lùng lắc đầu, công chúa, đây là mâu thuẫn của đám trẻ. Vừa nãy Sở Huynh cũng nói rồi, mâu thuẫn giữa đám trẻ thì để đám trẻ tự giải quyết. Trần Nhi đã lên võ đài, chẳng lẽ lang quan như ý của công chúa là con rùa rụt cổ không dám chấp nhận thách chiến? Ông, Sở Dĩnh Nhi lo lắng. Cảnh giới hư thần đấu với cảnh giới thần tôn, chẳng khác gì đi nộp mạng. Phụ hoàng, quay đầu nhìn sang Sở Vô Ngân. Sở Vô Ngân đang định lên tiếng, Lâm Trường Không liền cướp lời trước một bước, Sở Huynh, vừa nãy ông nói rồi. Mâu thuẫn giữa đám trẻ thì để đám trẻ tự giải quyết. Vua một nước, chẳng lẽ nói lời không giữ lời. Việc này, Sở Vô Ngân hơi khó xử. Một khi chứng minh ông ta nuốt lời, uy tín của thần quốc hư không sẽ bị tổn hại. Chỉ có thể để tên nhóc này chịu ấm ức thôi. Thấy Phụ Hoàng không nói gì, Sở Dĩnh Nhi lập tức hiểu tất cả. Không được, bất luận thế nào cũng không thể để anh Diệp nộp mạng, anh ta vì giúp mình. Làm sao mình có thể để người ta hy sinh tính mạng? Sở Dĩnh Nhi cắn răng, quyết định nói ra sự thực. Bỗng nhiên, một cảnh khiến Sở Dĩnh Nhi kinh ngạc diễn ra. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Trần trên sân khấu, tao chấp nhận lời thách chiến của mày. Diệp Bắc Minh đang định lên sân khấu. Anh Diệp, đừng! Sở Dĩnh Nhi kéo tay của anh, hết sức lắc đầu. Tuy cô ta tùy tiện đại khái, nhưng cũng không phải là người vô tình. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi nộp mạng vì cô ta. Diệp Bắc Minh cười, không sao. Sở Dĩnh Nhi hoàn toàn ngẩn người, kéo cánh tay của Vương Yên Nhi, cô còn ngây ra đó làm gì? Mau khuyên anh ta đi. Anh Diệp mới là thực lực cảnh giới hư thần, khác một trời một vực với cảnh giới thần tôn. Nếu anh ta dám lên võ đài, chắc chắc sẽ bị Lâm Trần giết chết. Vương Yên Nhi vẫn thờ ơ, nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt quái dị, đây là lựa chọn của anh ta, Dĩnh Nhi, cô cứ xem đi. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đi lên sân khấu. Nhóc con, mày đi chết đi cho tao. Ánh mắt Lâm Trần trở nên cực kỳ sắc sảo, bỗng lao ra. Sân khấu 100 mét, hắn gáp nhu xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh trong phút chốc, nắm đấm không hề do dự đập về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn đứng im. Ha ha ha, đồ ngốc. Sợ đến ngốc rồi hải. Lâm Trần hưng phấn cười lớn, nhớ đấy, kiếp sau đừng đối đầu với tao. Chết! Một quyền điên cuồng đập xuống.
Sở Dĩnh Nhi tuyệt vọng nhắm mắt, phập một tiếng vang lên bên tiêu. Sau đó, một tiếng kêu thảm. Khóe mắt của Sở Dĩnh Nhi trào ra một hàng lệ, anh Diệp, là lỗi của tôi, xin lỗi. Liền sau đó, Trần Nhi, Lâm Trường không phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Việc này, làm sao có thể? Việc này là thế nào? Súc sinh, mày thả Trần Nhi ra. Lâm Trường không quát một tiếng, mắt đỏ bừng, mày dám làm tổn hại Trần Nhi, tao bảo đảm sẽ lấy cái mạng của mày. Rắc rắc, Diệp Bắc Minh bóp năm đầu ngón tay, cổ và đầu của Lâm Trần lập tức nổ tung. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất, dưới sân khấu tĩnh lặng. Lâm Trần chết rồi. Vãi, hắn giết Lâm Trần thật rồi, Lâm Trường không còn ở đây, làm sao hắn dám? Các khách quý dưới sân khấu đều ngẩn người sửng sốt, ai Trần nhồ. Lâm Trường không phát ra tiếng gào thét xé tim xé phổi, lửa giận gần như thiêu cháy cả đại điện, súc sinh. Súc sinh, sao mày có thể giết Trần Nhi? Sao mày dám giết Trần Nhi? Tao phải cho mày chết. Lâm Trường không bước ra một bước, trực tiếp lên sân khấu. Xoạt, xoạt, xoạt. Gần như cùng một lúc, ba bóng hình từ trên không giáng xuống, chặn trước người Lâm Trường không. Một ông lão trong đó sầm mắt, Lâm Trường không, nơi này là hoàng cung của thần quốc hư không, ông muốn làm loạn ở đây hả? Hai ông lão còn lại bổ sung một câu, trên võ đài, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Nhà họ Lâm muốn vi phạm quy tắc võ đài sao? Các người! Lâm Trường không gần như cắn vỡ răng lợi. Ba người đều là cảnh giới thần hoàng. Nếu phải đánh nhau thật, ông ta vốn không có cơ hội. Ông ta hằm hằm nhìn sang Sở Vô Ngân. Tôi nhớ kỹ các người rồi, chuyện này chưa xong đâu. Tiến lên một bước, ôm lấy thi thể của Lâm Trần rồi biến mất. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm đến ánh mắt chấn kinh xung quanh, mỉm cười với Sở Dĩnh Nhi, cô Dĩnh Nhĩ, cáo từ. Bước ra một bước, ảnh thuấn, biến mất. Vương Yên Nhi thấy vậy, chậm rãi đứng lên, Dĩnh Nhị, tôi có việc phải đi trước đây. Mau chóng rời đi. Chỉ còn lại mọi người trong đại điện quay sang nhìn nhau. Sở Vô Ngân cau mày, Dĩnh Nhi, sao cậu ta lại đi rồi? Còn nữa, cậu ta là ai? Có thân phận gì? Thực sự là người con thích sao? Tuy tôi đã tiến vào cảnh giới thần hoàng, nhưng thần quốc hư không có ba lão già mà không chết ngăn cản, tôi không thể giết chết hắn. Nếu không, tôi nhất định có thể báo thù cho Trần Nhi. Nhưng Tam Đệ, ông yên tâm, cho dù tên súc sinh đó hóa thành cho bụi thì tôi cũng nhận ra, trước khi chết. Tôi nhất định sẽ giết tên súc sinh đó báo thù cho Trần Nhi. Nghe giải thích xong, ông hai nhà họ Lâm cau mày, đại ca, chẳng lẽ ông không cảm thấy tất cả có vấn đề sao? Sao thế, Lâm Trường không nhìn ông ta? Ông hai nhà họ Lâm lắc đầu, một người cảnh giới hư thần nhỏ bé, làm sao có thể giết được Trần Nhi? Phải biết rằng, Trần Nhi là cảnh giới thần tôn đỉnh phong, là người được lão ổ Bích Hỏa nhận làm đệ tử trên danh nghĩa. Làm sao có thể bị một người cảnh giới hư thần bóp chết? Chẳng lẽ tất cả không có vấn đề sao? Đồng tử của Lâm Trường không co lại, ý của ông là... Ông hai nhà họ Lâm nheo mắt, vua của thần quốc hư không, Sở Vô Ngân. Ngoài ông ta ra, còn có ai có năng lực cho người giết chết Trần Nhi trên tiệc sinh nhật của Sở Dĩnh Nhi? Tên thanh niên họ Diệp đó chắc chắn là lão quái vật cảnh giới thần hoàng đóng giả. Lâm Trường không hiểu ra, mình đã bị cơn giận xông lên não. Lại không nghĩ đến điều này, họ giết chết Trần Nhi nhằm mục đích gì? Điện Thân Hoàng. Giọng của ông lão nhà họ Lâm trầm xuống, Trần Nhi và Sở Dĩnh Nhi đều có cơ hội tiến vào Điện Thần Hoàng. Nếu Trần Nhi chết, cơ hội của Sở Dĩnh Nhi sẽ lớn hơn 3 phần. Vãi! Lâm Trường không tức giận gầm một tiếng, tung một trường đập nát chiếc bàn trước mặt đáng chết. Sao tôi không nghĩ đến điều này chứ? Sở Vô Ngân, ông thật đáng chết, thần quốc hư không? Nhà họ Lâm tôi không đội trời chung với ông. Đám người nữ hoàng Ly Tố, nữ hoàng Ly Nguyệt của Tu La. Đám người Sở Sở, Sở Vị Ương, Đế Khởi La, Trần Lê Y, lúc trước sau khi rời khỏi giới Tu La, Diệp Bắc Minh đã cho bọn họ vào Côn Luân Hư Thượng Cổi. Vẫn luôn tu võ bên trong. Sau đó Vạn Lăng Phong đưa hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần, đám người Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi đều đi ra khỏi Côn Luân Hư Thượng Cổi. Trong tích tắc, trên người họ vang lên tiếng lốp ba lốp bốp, một vài người thực lực yếu bị ép bỏ dưới đất. Vương Yên Nhi thộn người, cậu Diệp, cậu lại đưa nhiều người về vậy ư? Diệp Bắc Minh lên tiếng, các vị,
bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều là người của Thái Dương Tông. Thần với so với hạ giới, gấp trăm lần trọng lực, mọi người có thể ở lại trong Côn Luân hư thượng cổ trước. Đợi khi có thể chịu được trọng lực của thần giới rồi ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Bắc Minh tôi trải qua nhiều việc, có rất nhiều kẻ địch ở thần giới. Nếu mọi người sợ nguy hiểm, có thể trực tiếp nói ra, tôi có thể đưa mọi người về lại hạ giới, bảo đảm sự an toàn của mọi người. Nếu các vị muốn cùng tôi chính chiến ở thần giới, sáng lập một tông môn vạn kiếp bất diệt, Diệp Bắc Minh tôi cũng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Cả Thái Dương Tông đều vang vọng giọng nói của Diệp Bắc Minh. Lúc này, trong lòng cô ta chỉ có một trực giác. Thế lực sau này của Thái Dương Tông sẽ vượt qua các tông môn như Chấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, thậm chí sánh ngang với Điện Thần Hoàng. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Các cô gái Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Mạc Đình Đình, Sở Sở, Sở Vị Ương, Đế Khởi La, Trần Lê Y trả lời theo. Nữ Hoàng Ly Tố tiến lên một bước, bắt đầu từ hôm nay, tộc Tu La là chủng tộc phụ thuộc của Thái Dương Tông. Cùng sống cùng chết, cùng hưởng vinh nhục. Chín vị sư tỷ trực tiếp đứng phía sau Diệp Bắc Minh, không cần nhiều lời. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng, được, các vị, bắt đầu từ hôm nay cùng tôi chinh chiến cửu thiên, dẫm bầu trời. Cùng lúc đó ở bên ngoài Thái Dương Tông. Sát thủ số 17 mở to con mắt, cô ta đã canh chừng bên ngoài Thái Dương Tông 7 ngày 7 đêm. Lúc này, số 17 không dám tin nhìn cảnh trước mắt, Diệp Bắc Minh mang theo bên mình một thế giới lớn, bên trong lại có nhiều người như vậy. Không được, phải bẩm báo chuyện này lên cấp trên. Thái Dương Tông hoàn toàn khác với chúng ta tìm hiểu. Trong lúc số 10 này quay người bỏ đi. Đồng thời khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Mọi người đi thích ứng với thần giới đi, tôi đi rồi sẽ quay về. Ở một phân đà của Thiên Sát Môn. Số 17 mau chóng xông vào, quỳ một chân trước chiếc bàn ẩn trong bóng tối. Thượng quan, Thái Dương Tông có thay đổi. Bóng người sau chiếc bàn mặc áo choàng đen. Cất giọng băng lạnh, số 17, nếu không phải từ nhỏ cô đã được Thiên Sát Môn bồi dưỡng. Tôi thực sự nghi ngờ cô đã phản bội, lại đưa kẻ địch đến phân đài. Thấp thoáng có thể nghe ra, giọng nói là của một người đàn ông. Chỉ thấy, một thanh niên đi ra từ bóng tối. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cơ thể của số 17 không nhịn được run lên. Một đôi mắt không hề có cảm xúc, giống như tử thần giáng xuống. Diệp Bắc Minh, là anh, làm sao có thể số 17 kinh hãi kêu lên một tiếng. Diệp Bắc Minh đi ra từ trong bóng tối, hai câu hỏi, trả lời xong, tôi có thể phá lệ cho các người rời đi. Thứ nhất, Thiên Sát Môn là thế lực thế nào? Thứ hai, là ai phát Thiên Sát lệnh giết tôi? Thiên Sát lệnh, người đàn ông áo choàng đen ngẩn người, sau đó cười, cậu nghĩ nhiều rồi, với thân phận của cậu vốn không đủ tư cách để chúng tôi sử dụng Thiên Sát lệnh. Vậy đây là cái gì? Diệp Bắc Minh dậm chân, một đóa hoa lên nổi lên dưới chân anh. Việc này, làm sao có thể? Đồng tử của người đàn ông áo choàng đen co lại, hít khí lạnh, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao trên người cậu có Thiên Sát lệnh? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng lắc đầu, các người truy giết tôi, còn hỏi tôi là ai? Bốp! Người đàn ông áo choàng đen bỗng đập bàn, bắt lấy. Xoạt, xoạt, xoạt ti. Lập tức mười mấy bóng hình xông ra từ bóng tối, sát khí khủng bố bỗng ập đến. Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm lại, kiếm càn khôn chấn ngục lóe lên rồi vụt tắt trong bóng tối. Phụt, 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 mười mấy làn xương máu nổ ra. Sắc mặt người đàn ông áo choàng đen thay đổi, cậu lại có thể giết được 11 sát thủ cảnh giới thần tôn ẩn trong bóng tối trong phút chốc. Rốt cuộc cậu là ai? Đây không phải câu trả lời mà tôi muốn. Diệp Bắc Minh cười, đuổi theo. Người đàn ông áo choàng đen thấy vậy, quay người tấn Kundra một trường, một làn xương độc màu đen lập tức tràn ngập cả căn hầm tối tăm. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, thứ này là kịch độc, Điện Thần Hoàng đến cũng chết chắc. Thiên Sát Môn, mày thực sự nghĩ dễ đối phó thế sao? Kịch độc. Liền sau đó, trong xương độc vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra. Thậm chí còn thở dài một hơi trước người đàn ông áo choàng đen. Tất cả xương độc lại bị anh hút vào miệng toàn bộ. Mày! Đồng tử của người đàn ông áo choàng đen co lại, rốt cuộc mày là người hay ma? Diệp Bắc Minh lắc đầu, chẳng lẽ tôi vạn loại độc không xâm nhập được cũng phải nói với ông hả? Vừa dứt lời,
người đàn ông áo choàng đen chỉ cảm thấy hoa mắt. Bụng đau dữ dội, bò rạp dưới đất như con chó chết. Một cái chân giáng xuống dậm lên đầu của hắn, trả lời câu hỏi của tôi. Đừng giết tôi. Người đàn ông áo choàng đen vô cùng sợ hãi, tôi nói cho cậu tất cả, thiên sát môn. A, à, đừng, người đàn ông áo choàng đen ôm đầu, sợ hãi kêu thảm một tiếng. Phập, một tiếng vang lớn, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, người đàn ông áo choàng đen hóa thành xương máu. Vậy sao? Diệp Bắc Minh cười chế nhạo, cấp trên của cô vừa nấy muốn bán đứng cô, tự bỏ chạy một mình. Tín ngưỡng của các cô rẻ mà thế sao? Anh, sắc mặt của số 17 hơi dao động, thượng quan là vì bảo vệ bí mật của thiên sát môn. Diệp Bắc Minh lộ ra vẻ mặt rất hiểu, vậy sao? Hắn vì muốn sống, hình như đã chuẩn bị bán đứng cả thiên sát môn. Chỉ tiếc là, có người đã cấy cấm chế trong thần hồn của hắn. Hừ, số 17 hừ lạnh lùng một tiếng, trên khuôn mặt nhuốm máu mang theo vẻ kiên cường, bất kể nói thế nào, lòng tàn sát của tôi cũng sẽ không dao động. Cô ta còn bổ sung một câu, tôi không sợ chết. Diệp Bắc Minh nở nụ cười vô hại, cô là sát thủ. Chẳng lẽ không biết có thứ còn đáng sợ hơn cái chết sao? Không biết tại sao? Số 17 bất giác run lên. Trong ánh mắt kinh sợ của cô ta, Diệp Bắc Minh lấy ra 13 cây kim châm. Tùy ý cắm vào trong cơ thể của cô ta. Một giây ngắn ngủi, số 17 phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Cơ thể giống như bị người ta xé rách, hàng triệu con kiến cùng cắn xé máu thịt của cô ta. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn thêm cô ta một cái. Mặc kệ cô ta kêu la, quay người định bỏ đi. 1,2,3, cầu xin anh, giết tôi đi. Số 17 lên tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi. Thậm chí bỏ đến dưới chân Diệp Bắc Minh, điên cuồng dập đầu cầu xin. Diệp Bắc Minh cười, năm ngón tay nắm trên không trung. Phân đà nào càng đứng trước, thì thực lực càng khủng bố. Chỉ có phân đà đứng top 10 mới có thể tiếp cận lãnh đạo cấp cao của thiên sát môn. Tôi chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ, những việc khác cũng không biết. Diệp Bắc Minh cau mày, tiếp tục hỏi, thiên sát lệnh là thế nào? Số 17 không suy nghĩ trả lời, trước khi thiên sát môn muốn giết một người, phân đà đều sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Cấp thấp nhất là nhân sát lệnh. Trên nữa là địa sát lệnh. Thiên sát lệnh là cấp cao nhất, chỉ có phân đà trong top 10 mới có thể phát ra thiên sát lệnh. Diệp Bắc Minh hiểu ra, cho nên... Thiên sát lệnh trên người tôi là do phân đà óp ngươi hạ xuống. Đúng thế, số 17 gật đầu. Diệp Bắc Minh nheo mắt, tôi phải làm thế nào mới tìm được phân đà top 10? Không cần tìm, vì họ sẽ đến tìm anh. Toàn thân số 17 run lên, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, anh giết tôi đi, tôi đã nói ra bí mật của thiên sát môn. Họ không thể nào tha cho tôi, cầu xin anh cho tôi chết một cách thoải mái. Diệp Bắc Minh cười. Tâm trạng số 17 gần như suy sụp, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, anh đã hứa cho tôi chết thoải mái. Đồ lừa đảo. Liền sau đó, giọng lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ cô không muốn sống? Sống. Số 17 ngẩn người tại chỗ. Từ nhỏ cô ta đã tranh cướp đồ ăn với một đám ăn xin, trốn trong cống tối tăm mới có thể sinh tồn. Sau đó có một ngày một người đàn ông xuất hiện, nói với cô ta. Chỉ cần giết kẻ ăn xin ức hiếp cô ta thì có thể cho cô ta no bụng. Diệp Bắc Minh hài lòng ngật đầu, cô tên là gì? Cũng không thể sau này tôi cũng gọi cô là số 17 cứ. Tên, số 17 ngẩn người tại chỗ, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, cô ta ngây ngốc lắc đầu, từ nhỏ tôi đã không có tên, tôi là trẻ mồ côi lớn lên trong ổ ăn xin. Bắt đầu từ lúc tôi nhớ chuyện, trên người chỉ có thứ này. Nói xong. Một cổ tay trắng như tuyết thò ra dưới áo choàng. Năm ngón tay cầm một miếng ngọc cổ màu đen. Bên trên khắc phù văn cổ xưa, Diệp Bắc Minh nhận lấy xem một cái. Ngọc cổ màu đen ngoại chút băng lạnh, cũng không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Ừm, bỗng nhiên, trong đầu vang lên giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, phù văn này là. Diệp Bắc Minh kích động trong lòng, sao thế, tiểu tháp, ông biết nó ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Đây là văn tự của thế giới bản nguyên, nếu dịch phù văn đó thành chữ mà cậu biết. Có lẽ là chữ tiêu, tiêu, Diệp Bắc Minh buột miệng nói ra. Số 17 lập tức vui mừng, chủ nhân, anh biết chữ này. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây là chữ tiêu, tôi nghĩ có lẽ liên quan đến thân thế của cô.
Thật không, số 17 kích động. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng, tràn đầy sát ý vô tận, bỗng long lanh nước mắt, chủ nhân, xin anh nói với tôi lai lịch của miếng ngọc cổ này được không? Phập, 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 dập đầu đến chảy máu. So với thiên sát môn, Diệp Bắc Minh ấm áp như vầng mặt trời. Cô ta không ngừng lẩm bẩm, cảm ơn chủ nhân. Số 17 mãi mãi trung thành với chủ nhân. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng gọi mình là số 17 nữa, miếng ngọc cổ này có chữ tiêu. Rất có thể đó là họ của cô đặt một cái tên cho mình đi. Tên, tôi có thể có tên sao? Số 17 không dám tin, một sát thủ lại có thể có tên của mình tiêu. Tiêu, chủ nhân, tôi tên Tiêu Tiểu được không? Được, Tiêu Tiêu. Một canh giờ sau, một phần đà trong top 10 của thiên sát môn. Từng người mặc áo choàng đen liên tiếp đi vào, bao vây trước một chiếc bàn tròn khổng lồ. Đến nửa canh giờ sau, xung quanh chiếc bàn tròn đã có hơn 100 người. Có chuyện gì mà lại triệu tập chúng ta cùng đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy đà chủ phân đà của chúng ta bỗng tập hợp, chẳng lẽ tông môn có biến cố quan trọng? Mọi người không nhịn được hỏi. Cuối cùng, một người áo choàng đen trong đó lên tiếng, thông tin mới nhất, phân đà số 108 đã bị tiêu diệt. Làm sao có thể? Đồng tử của đà chủ của 106 phân đà còn lại đều co lại, kẻ nào mà to gan dám đối đầu với thiên sát môn. Đã rất lâu chúng ta không lộ diện trước mặt người đời, bọn họ đã quên uy nghiêm của chúng ta rồi sao? Tiêu diệt một phân đà của chúng ta, chẳng lẽ họ không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Rốt cuộc là thế lực nào làm? Hiện tại xem ra, có lẽ là một người mặc áo choàng đen lên tiếng. Một người, 106 người còn lại ngẩn người. Sau đó hít khí lạnh, suýt. Kẻ này, đã mang thiên sát lệnh của chúng ta. Mà một năm lại đây, chúng ta chưa từng phát ra thiên sát lệnh nào, một thiên sát lệnh duy nhất chính là dư nghiệt của hoa tộc thượng cổi. Mà thiên sát lệnh này, cơ duyên trùng hợp đã khóa chặt kẻ này. Dư nghiệt của hoa tộc thượng cổ. Mấy chữ này vừa được nói ra, hội trường vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh như cái chết. Không biết qua bao lâu, một người áo choàng đen trong đó hít khí lạnh, một dư nghiệt của hoa tộc thượng cổ tổ cảnh. Trời ơi! Biết tính nghiêm trọng của sự việc rồi chứ? Đôi mắt dưới vành mũ của người mặc áo choàng đen dẫn đầu cực kỳ âm lạnh, mấy vị đại nhân đó đã hạ lệnh, không tiếc mọi giá tìm ra kẻ này. Nếu không tìm được kẻ này, thì 107 người chúng ta xách đầu đến. Rời khỏi phân đà thiên sát môn, Diệp Bắc Minh định ra Tiêu Tiêu về Thái Dương Tông. Bỗng nhiên! Tiêu Tiêu lấy ra một chiếc áo choàng đen trùm toàn thân, ẩn trong chiếc áo choàng. Diệp Bắc Minh cau này, cô làm gì vậy? Tiêu Tiêu trả lời, chủ nhân, tôi là sát thủ thì chẳng phải cần ẩn giấu mọi lúc mọi nơi sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, ai nói với cô sát thủ phải ẩn nấp? Là một sát thủ chân chính, phải làm được đến mức cho dù bị người ta phát hiện cũng không nghĩ cô là sát thủ. Cô ngày nào cũng mặc áo choàng đen. Chẳng phải là nói với người khác cô có vấn đề sao? Vạn Lăng Phong tiến đến đầu tiên, Diệp Soái, cậu về rồi. Trong lòng ông ta, Diệp Bắc Minh mãi mãi là Diệp Soái của Long Quốc. Diệp Bắc Minh thắc mắc, thế này là sao? Mọi người đều đang đột phá ư? Vạn Lăng Phong gật đầu, đúng thế, thành viên tiểu đội sát thần tốt đầu tiên đã quen với trọng lực của thần giới. Sau khi họ rời hỏi Côn Luân Hư Thượng Cổ, thì có người đã đột phá cảnh giới ngay. Diệp Bắc Minh liền hiểu ra tất cả. Sau khi mọi người tiến vào thần giới, pháp tắc càng hoàn thiện, càng thêm thoải mái. Cảnh giới vốn đang bị kẹt rất dễ được đột phá. Diệp Soái, còn có một chuyện. Ấp a ấp úng cái gì? Nói đi. Vạn Lăng Phong nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Soái, một vài thành viên tiểu đội sát thần sau khi đột phá cần tài nguyên tu luyện với có thể tiếp tục tăng cấp. Nếu không sợ rằng cảnh giới của họ sẽ đứng im tại chỗ. Diệp Bắc Minh cười, đơn giản. Lật cổ tay, lấy ra hơn chục ngàn viên đan dược từ trong tháp càn khôn chấn ngục. Vạn Lăng Phong cau mày, việc này. Sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn anh không cái. Vạn Lăng Phong cười khổ lắc đầu, Diệp Soái, sợ rằng số đan dược này không đủ. Không đủ. Đúng thế, tiểu đội sát thần có hơn 30.000 người, phân chia 10.000 viên đan dược này xuống có thể giải quyết việc gấp trước mắt. Vạn Lăng Phong giống như đứa trẻ sơ sinh chờ được ti sữa, nhưng về lâu về dài, là vẫn không đủ. Càng đừng nói còn có cả các sư tỷ, hồng nhan tri kỷ của Diệp Soái và cả người của tộc Tu Lai.
Nếu Diệp Soái muốn Thái Dương Tông tiếp tục phát triển, chúng ta không những cần có thế lực của mình, càng phải có tài nguyên tu luyện. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát. Xem ra làm chủ của một tông, không đơn giản như anh tưởng tượng. Tôi sẽ nghĩ cách chuyện tài nguyên tu luyện, cô ta tên là Tiêu Tiêu, bắt đầu từ hôm nay, cô ta cùng ông phụ trách chuyện của tiểu đội sát thần. Cô ta, Vạn Lăng Phong cau mày, lướt nhìn Tiêu Tiêu một cái. Diệp Bắc Minh nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vạn Lăng Phong, Lăng Phong, ông không phục ư. Vạn Lăng Phong gật đầu khẳng định, Diệp Soái, một mình tôi phụ trách các việc lớn nhỏ của tiểu đội sát thần đã 5 năm. Từ quy mô 100 người đào tạo đến hơn 30.000 người, không cần ai phụ trách cùng tôi. Tiểu Tiêu tỏ vẻ lạnh lùng, sát thủ cần giỏi không cần nhiều, tôi chỉ cần 100 người thì có thể phát huy ra hiệu quả của 30.000 người. Trong đôi mắt Vạn Lăng Phong lóe lên tia tức giận, cô còn trẻ tuổi, mà khẩu khí không nhỏ đấy. Gạch dưới. Tôi đi đường còn nhiều hơn cô đi cầu, cô cũng không sợ gió to cắt lưỡi à? Tiểu Tiểu lắc đầu, ông đã không tin tôi cũng không muốn phụ trách tiểu đội sát thần với ông. Ông cho tôi 100 người, tôi tự huấn luyện. Một năm sau, chúng ta thử thi đấu một lần là biết. So thì so, tôi sợ cô chắc. Vạn Lăng Phong khí thế hừng hực, tiến lên một bước. Được rồi. Diệp Bắc Minh ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận, hai người muốn so đấu, tự nghiên cứu tiếp. Gọi các sư tỷ của tôi đến đây. Vâng, Vạn Lăng Phong và Tiêu Tiêu đều không thuận mắt nhau cùng lui xuống. Trong phòng nghị sự của Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh ngồi trên vị trí tông chủ, nói một lượt vấn đề mà Vạn Lăng Phong báo cáo. Thiên Nhận Băng nhìn Diệp Bắc Minh, trong nhẫn chữ vật của các sư tỷ muội chúng ta còn tài nguyên, nhưng không kéo dài được mấy ngày. Chu Lạc Ly cau mày, nếu không mau giải quyết vấn đề tài nguyên, thì rất khó lâu dài. Ly Tế lên tiếng, tộc Tu La còn có chút tài nguyên, nhưng sau khi vào thần giới, tốc độ đột phá của mọi người rất nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.